The problem is given like this. We have a function y equals logarithm base 3 of 2x. The value of y are given in two decimal places as a profit as the table below. So we have these values of x, 3, 4.5, 6, 7.9, and so on. And the corresponding value of y given in the second row. For example, when x is 3, we simply just plug the value 3 into this value x. So we have the y of 3 is log base 3 of 2 times of 3, meaning the log base 3 of 6. And we simply use the calculator here. Log base 3 of 6 is 1.63. Okay, 1.63 is given here on the table, in the table. Question A here. Ask us to find the integration here from 3 to 9 of the function using the trapezium rule with all the values of y in the table and find an estimate for this integration. This picture here, as I already copy and put it here on the board, is the trapezium rule. So we just need to follow this rule, apply this rule to find the estimation for this integral, okay? To start with the formula of the trapezium rule, we need to determine the parameter b, a, and n. From this integration, the value 3 here is a. 3 here is a, okay? The value 9 is b. And the value n is the number of the value of x and y given in the table. And remember, it's very tricky, very important to note that the starting value here is 0. This value 3 is called x0, and so on. 4.5 is x1, 6 is x2, 7.5 x3, and the last value 9 is x4, the fourth number of the value x, and therefore the value n in the formula is 4. Okay, n is 4. The second step, we need to calculate the value of x. It is b minus a. B is 9, a is 3, and n is 4. 9 minus 3 is 6 over 4. It equals to 1.5. Okay. Now, applying the rule, the integration from 3 to 9 of the function logarithm by 3 of 2x dx equal 1 half here, the value 1 half, huh? 1 half h, which is 1.5 that we just calculated. And then multiply with the sum of these terms, y0. y0 is this value, 1.63, okay? Corresponding to the value x0. y0 is 1.63. yn here, yn is this value, yn, 2.63. And continue plus 2, y1. y1 is 2, plus y2 is 2.26. Y3 is 2.46, and that's it, done. We do not, here, note, it's very important here, this value, the last value in the formula is Yn minus 1, which is Y3 in this case, this problem, because the maximum value is n equal 4, and we do not take the value Yn behind this value. We already took the value yn here, okay? So we stop here, 2.46, and that's it, the formula. The last step, we just need to use the calculator to calculate this value, as follow. 1 half, which is 0.5, times h, 1.5, huh? And then times the bracket, 1.63 plus 2.63 plus 2 times, opening the bracket, another bracket, 2 plus 2.26 plus 2.46, and closing the bracket. You need to close it twice, once for the later bracket here, and another second bracket for the bigger bracket here, huh? Okay, and then hit enter, 13.27, and normally we take three significant figures, and therefore the result is 13.3. Bây giờ thầy nói cái trapezium rule này có nghĩa là gì ha? Giả sử thầy có một cái function, một cái hàm số là x mũ 4.
kiểu đơn giản vậy thôi cho nó dễ, thay vì cái hàm logarit kia ha. Bây giờ thầy đang lấy integration của cái function x mũ 4 này từ cái value là 1 cho đến value số 8 nha. Và chỗ cái number of strip này, như là mình thấy, con thấy là ở đây là thầy đang chia cái hình này, cái mình đang đi tính cái area bên dưới của cái đường cong này này. Cái area bên dưới đường cong này nó chính là integration mình đang đi tìm. Tức là mình đang đi tìm integration của cái function x mũ 4 dx từ value 1 đến 8 ha. Là cái area bên dưới cái đường cong này này. Khi mà mình, ví dụ ban đầu trường hợp đơn giản nhất, thầy chia cái hình này thành hai cái hình. Đó, hai cái hình, một hình tam giác và một hình thang, gọi là trapezoid. Cho nên nó gọi là trapezium ha. Thì chia làm hai thì mình thấy rằng cái area nó sẽ bị dư ra, phía trên này dư này, phía dưới này dư này, như vậy là nó sẽ không đúng với là cái thứ mình muốn. Mình phải tăng cường chia ra làm ba cái trapezoid này, bốn trapezoid, năm này, sáu này, bảy này, tám này, đó. Mình càng chia nhỏ cái hình này ra thành càng nhiều cái trapezoid. Ví dụ ở đây thầy chia thành 10 cái ha, mình nhìn thấy mấy cái trapezoid không? Cái hình thang ấy. Đây, hình thang này. Đó. Thì mình sẽ càng tính chính xác được. Tức là estimation ha, ước tính được, estimation càng gần đúng với lại là cái value thực tế. Nhưng mà tất nhiên nó không bao giờ tuyệt đối đúng cả, mình phải chia đến hàng nghìn, hàng trăm nghìn thì nó mới đúng. Nhưng mà không ai làm được như thế cả ha, chia tới 10 là đủ rồi. Trong cái bài toán vừa rồi lúc nãy của mình, người ta chia tới 4 quay lại chia 4 này. Chia 4 mình thấy rõ ràng nó dư ra còn hơi nhiều ha, kiểu như nó lệch khoảng tầm 10% á. Đây này, lệch này, lệch 7.93% ha. Mình tăng lên thì cái độ lệch nó sẽ giảm đi. Đó, tăng lên tầm 10 giới hạn thì độ lệch nó chỉ còn lại 1.27% là quá tuyệt vời rồi. Đó. Thì đó là trapezium rule đó. Và tiếp theo là người ta chỉ cần dùng cái công thức của cái diện tích của hình thang, area của hình thang là một nửa cái đáy lớn cộng đáy nhỏ nhân với đường cao ha. Ví dụ nha, thầy tính cái hình thang bự bên ngoài này. Cái chỗ này là cái value là x, chỗ này là x0 này ha. Số 1 là x0 này. Chỗ này là x1 này. Chỗ này là x2 này, x3 này, mình thấy không? Tương tự như vậy. 4x4, x5, x6, x7, x8, x9. Chia làm 10 phần nhưng mà nói là cái n bằng 9 nha. Ok. Yeah. Thì thầy đang tính cái area của cái hình thang to nhất này, đó. Nhắc lại, thầy đang tính area của hình thang lớn này. Thì một nửa đáy lớn cộng đáy nhỏ nhân đường cao nha. Đáy lớn chính là cái y9 đó. Là chỗ này này. Và đó là y number 9 ha. Tương ứng với x number 9 đó. Y9 trừ đi cái đáy nhỏ là y8, là chỗ này này. Y number 8 đó, tương ứng với x số 8 này ha. Y8 rồi đường cao là cái difference x9 trừ x8. Đó. Và tương tự như vậy, mình tính hết các cái trapezoid này và mình cộng vào nhau. Sum của tất cả các cái area này từ 1 cho đến 9. Đến 10 chứ hả? Có 10 trapezoid thì mình sẽ có được cái integration nó gần bằng integration của mình từ 1 cho đến 8 của function x mũ 4 dx. Thì đó là cái nguyên lý của trapezium rule ha. Mình nhớ lại cái hàm logarit của mình nó có tính chất này này. Ví dụ mình có logarit base 3 của x bình ha, thì mình hoàn toàn có thể mang cái số x bình này xuống đằng trước, nó trở thành 2 lần logarit base số 3 của x ha. Mình có thể lấy máy tính bấm thử nha. Logarit base 3 của số 6 mũ 3. 6 mũ 3 là mình có thể viết là 6 mũ 3 là mấy qua này. 6 nhân cho 6 nhân 6 ha. 216. Logarit của base 3 của 216 này ha. Thì mình hoàn toàn có thể đưa số 3 xuống, nó tạo thành logarit base 3 của 6. Đó. Không tin thì lấy máy tính bấm thử ha. Yeah. Này, log base 3 của 6 thì bằng 1.63 nha. Còn nếu mà thầy thay thế đó bằng số là 216 này. Nhớ số 1.63 nha, 216 này. 216 thì là 4.89 này. 4.89 này thì bằng mấy lần của 1.63? Mình chia ra mình thấy sẽ bằng 3 lần đó ha. Dạ. Yeah. 4.8928 chia cho 1.63. Đó, nó sẽ gần bằng 3 lần này, thấy không? Cho nên câu tiếp theo này là logarit integration từ số 3 đến 9 của logarit base 3 của 2x tất cả mũ 10. Tất cả mũ 10. Đó. Thì đơn giản là mình dùng cái tính chất của hàm logarit mà đưa số 10 xuống. Integration 3 đến 9 của 10 lần logarit
base 3 của 2x nên có dấu ngoặc, thôi kệ để em được dx đó. Và số 10 ở trong integration này mình hoàn toàn có thể đưa nó ra đằng trước, nó không ảnh hưởng gì đến integration của mình cả ha. Từ 3 đến 9 log base 3 của 2x dx. Và cái này, cái phần ở đằng sau số 10 này lúc nãy mình đã tính nó ra là 13.3. Đó. Cho nên là đem nhân với 10 nữa thì mình sẽ có kết quả là 133.